Hầm nồi xương xương bò chuẩn bị ăn Trung thu nha. Nguyên cái nồi xương bò. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Mình để củ cải trắng, nấm đông cô, củ hành, gừng và vài gốc sả cho đừng có bị hôi bò nha. Đó, rồi thì cái nồi bò này mình sẽ hầm trong vòng 2 tiếng đồng hồ là ok. Thì đến với gian bếp nhà mình, hôm nay mình có chuẩn bị món thịt bò xào nè. Đây là cây dương sỉ xào nè. Mực ché sợi mình xào với tương ớt. Ngon lắm, món này ngon. Đây là cây ngô bản xà kho, cà rốt xào, đậu phộng kho nước tương và cá cơm xào tỏi ớt. Nó thì hôm nay mình chuẩn bị mấy cái món sơ sơ để ăn. Thì người Hàn á, trong bữa ăn á, ta ăn nhiều thức ăn hơn, còn hầm canh sườn bò nữa thì ăn với game chung với mấy món này là được rồi nha. Thì những món ăn của mình khi làm xong mình để cho nó nguội và mình cho vào tủ lạnh mình bảo quản thì ăn nó sẽ được lâu ha. Nhân dưới này cũng là thức ăn.